Thảo cô Bắp mến chào cô chú, anh chị và các bạn gần xa trên miền đất nước nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ là hàng một cây xiên hình chữ Y nha cả nhà. Thì cây thang này, cây xiên này hàng chữ Y để mình lập một cái máy hiên. Đó. Mình chỉ định là lập một cái máy hiên đó đó. Dài là 12 mét nha cả nhà, từ trang chỗ cái cột đèn này đó, để tới đằng mí đằng này là 12 mét. Và mình hàng cái thành xiên này là hình chữ Y. Thì mình đã cắt hết rồi lên bề ngang nó là 4 tấc nha cả nhà. Rồi mình cũng mời cả nhà xem mình hàng cây xiên như thế nào. Rồi mình sẽ lắp đặt lên luôn trên đó như là đằng này luôn nha, cho cả nhà xem. Rồi mình mời cả nhà xem thư giãn nha. Cái video mình có hay và hữu ích nhớ đăng ký và chia sẻ, rồi cho mình một like nha cả nhà. Mình chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi mình mời cả nhà xem nha. Rồi cả nhà ơi, thì mình cũng chia sẻ luôn cái cách thức để mình hàng mà khi mình đưa lên là không bị quằn nha cả nhà. Thì nói chung là cái cây mà nó cái không gian này nè, cái khoảng cách này, cây trên dưới mà nó gần với nhau là nó sẽ quằn. Mà cái đường dài của mình là tới 12 mét nên mình cho tiếng giữa nó hơi khôn lên một tí nha cả nhà. Khi mình trước khi mình chấm hàng nha, mình chỉnh cho nó hơi khôn lên một tí để khi mà mình ráp lên á là nó chính giữa nó nặng nó sẽ quằn xuống là vừa. Thì mình sẽ chấm bon dài hết luôn nè, chấm bon từ đầu này, chấm bon hết cũng có độ hở luôn. Thì mình cũng chia sẻ cho những anh em tạo mà mới tập hàng á, để hàng luôn cái clip vừa rồi đó cả nhà. Thì mình vệ sinh cái đầu này, còn như mình thì mình hàng quen rồi thì mình không cần vệ sinh luôn. Mà cái mình hàng như vậy, mình chấm bon một bề này rồi mình sẽ lật trở lại nha. Mình lật trở lại là mình chấm hàng bề kia xong mình mới lại hàng lại bề này. Tại vì khi cái này là mình chấm bon để cố định, mình giữ cho cái thanh sắt nó được im á, nó được nghiêm chỉnh, rồi mình mới hàng luôn. Là một lát nữa mình lật bề kia mình hàng. Thì mình cũng hướng dẫn đây là chia sẻ đây kinh nghiệm để mình hàng cho những anh em tạo mới tập hàng cả nhà. Thì sắt này thì nó cũng là hợp kẽm, nó cũng mỏng chứ không có dày nha cả nhà. Nó là một ly hai à, để mình hàng một thanh xiên là chữ Y nha. Thì thường thường ta gọi là chữ H, ví dụ mình để như vậy là nó chữ H, còn mình khi mình lật đứng lên mình nhìn ngang lại là nó chữ Y. Thì hôm nay mình chia sẻ cái kinh nghiệm để mình làm, thì mình cũng lật lại mình hàng cho cả nhà xem.
trước khi mình làm cái này thì cái bề này là mình phải chấm bằng bề kia. Bề này cái nhà nhớ này là phải bỏ lại cái. Cả nhà thì cây xiên mình đã hàn xong rồi, bây giờ là mình hàn vô cây cột rồi nè. Mình chuẩn bị một lát mình dựng lên luôn nha, rồi mời cả nhà xem mình dựng như thế nào nha.
Rồi, mình đã dựng cái cây xiên chữ Y lên rồi ngang cả nhà. Thì hồi nãy giờ mình làm cho cả nhà xem. Thì mình cũng tạm dừng clip nha. Ngày mai nữa mình có lợp mái hiên thì mình hàng kèo á chữ A thì mình sẽ quay lại cho cả nhà xem tiếp nha. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc clip, hẹn cả nhà lại trong những clip tiếp theo. Ok, bye bye.